Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội ban hành vào năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Qua 2 năm triển khai thực hiện, công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Trong 2 năm qua, tỉnh Ninh Bình đã có 34 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ với số tiền trên 3,5 tỷ đồng thông qua nguồn vốn các doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung vào các sản phẩm ngành nghề mà địa phương có lợi thế chủ yếu là sản xuất và chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản sản xuất gia công hàng may mặc các sản phẩm cơ khí vật liệu xây dựng ngoài ra các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn luôn nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp đã sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ đó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương